cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Huyện Phù Cư chuẩn bị triển khai khu tái định cư Tân Phúc – Võng Phan Trong dự án trọng điểm đường Tân Phúc – Võng Phan, huyện Phù Cư có gần 190 hộ nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng huyện đã công bố quy hoạch dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư mới ở xã Đoàn Đào và xã Đình Cao và dự kiến sẽ chuẩn bị được khởi công vào cuối năm 2024. Qua giả soát kiểm đếm, xã Đình Cao có khoảng 117 hộ tại ba thôn Xuyên Linh, Hà Linh và An Nhuế thuộc diện phải thu hồi. Còn xã Đoàn Đào có khoảng 65 hộ tại hai thôn Đoàn Đào và Đông Minh, đặc biệt trong đó có nhiều hộ được sao trái thẩm quyền từ những năm 90 của thế kỷ trước huyện đã hoàn thành cơ bản kế hoạch bố trí khu tái định cư mới cho nhân dân với phương châm nơi ở mới phải to đẹp hơn nơi ở cũ. Khu tái định cư xã Đỉnh Cao có diện tích gần 10 ha tại thôn Hà Linh, nằm trên đường nối giữa đường tỉnh 386 và đường huyện 81. Tổng chi phí xây dựng gần 190 tỷ đồng do huyện Phù Cư làm chủ đầu tư. Của xã Đoàn Đào là gần 8 ha, thuộc thôn Đoàn Đào và nằm bên quốc lộ 38B. Ông Đặng Xuân Quân, giám đốc ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện phủ cử cho biết ban luôn cố gắng làm việc không kể ngày nghỉ đặc biệt phối hợp với chính quyền địa phương tới từng hộ để đo đạc vận động tuyên truyền và kiểm kê tài sản cho nhân dân đỡ thiệt thòi khi khu tái định cư mới được xây dựng sẽ đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật để sớm đưa bà con ra nơi ở mới khang trang và to đẹp hơn nơi ở cũ Hiện toàn bộ khu tái định cư đều là diện tích đất ruộng, chủ đầu tư và huyện Phù cư đã tiến hành chi trả giải phóng mặt bằng xong, 100% các hộ dân đều chấp thuận. Sự kiến hạ tầng khu tái định cư Sự kiến hạ tầng khu tái định cư sẽ được khởi công vào cuối năm 2024. Sau khi tái định cư cho nhân dân xong, huyện sẽ tổ chức đấu giá cho nhân dân làm nhà ở từ những suất đất còn lại, tạo nguồn lực để xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. công nghiệp đường sắt mức nào để làm đường sắt cao tốc Bắc Nam. Trong báo cáo chính phủ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra một điều kiện tiên quyết trong đầu tư dự án này, đó là chọn đối tác phải chuyển giao công nghệ, đồng thời xây dựng định hướng phát triển công nghiệp đường sắt trong nước để giảm dần sự phụ thuộc vào nước ngoài. Công nghiệp đường sắt trong nước đã làm chủ những gì? Theo đơn vị được giao nghiên cứu dự án là tư vấn Teddy Trick Tedis, phát triển công nghiệp đường sắt là yếu tố quyết định tới sự thành công của dự án. Vì vậy, Việt Nam cần có lộ trình xây dựng công nghiệp đường sắt. Nhận định trên của tư vấn rất quan trọng vì lần trình quốc hội vào năm 2010, việc hiện đại hóa công nghiệp đường sắt chưa được nghiên cứu kỹ và nêu bật trong báo cáo tiền khả thi. Thực tế, hệ thống đường sắt quốc gia hiện nay rất lạc hậu. Trong nước mới có hai cơ sở công nghiệp đường sắt là nhà máy xe lửa Gia Lâm và Sĩ An. Các doanh nghiệp này hiện được đầu tư trang thiết bị chỉ để đóng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa và bảo dưỡng các loại toa xe, phục vụ vận tải hành khách và hàng hóa của ngành đường sắt. Trong khi đó, xí nghiệp đầu máy Hà Nội, Vinh và Sài Gòn hiện tại vẫn sử dụng những máy móc thiết bị rất cũ, sản xuất những năm 1930-1960, công nghệ lạc hậu, độ chính xác không cao, thiếu các máy móc hiện đại tiên tiến. Chúng ta đang ở bước xa công chế tạo những chi tiết phục vụ sửa chữa đầu máy có độ chính xác không cao như bu lông EQ quy, bạc các loại còn những phụ tùng chi tiết cần độ chính xác cao phải kết hợp với các đơn vị bên ngoài để thực hiện trong nước cũng chưa sản xuất được loại dây p43 p50 hay các loại cao cấp hơn dùng cho đường sắt đô thị đường sắt cao tốc còn hệ thống ghi nhập còn hệ thống ghi phải nhập khẩu nguyên chiếc chỉ có là tàu còn hệ thống ghi phải nhập khẩu nguyên chiếc chỉ có tà vẹt chúng ta sản xuất được về thép doanh nghiệp trong nước có bước tiến rất dài cả về quy mô sản lượng và công nghệ đều tương đương tổng cửa thế giới hiện tại đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn găng thép hưng nghiệp formosa hà tĩnh tập đoàn hòa phát ngoài ra tổng cục công nghiệp quốc phòng cũng có một đơn vị hàng đầu trong nghiên cứu chế tạo các sản phẩm phục vụ quốc phòng tuy nhiên tư vấn nhận thấy thép trong nước vẫn là thép thông thường còn thép đặc trùng chế tạo máy móc vẫn chưa phát triển bởi lẽ các sản phẩm thép đặc trùng đòi hỏi công nghệ phức tạp đầu tư rất lớn với tình thế như vậy nếu chúng ta không có định hướng phát triển công nghiệp trong nước một cách rõ ràng dự án đường sắt cao tốc sẽ thất bại bởi lẽ chi phí vận hành bảo trì bảo dưỡng dự án đường sắt cao tốc rất lớn nếu phụ thuộc vào nước ngoài trước sau gì cũng thua lỗ nhận thấy được vấn đề này lãnh đạo bộ giao thông vận tải khẳng định để đạt mục tiêu phát triển công nghiệp đường sắt việt nam việc chuyển giao công nghệ phải đặt lên hàng đầu theo đó việt nam sẽ đặt ra những tiêu chí nguyên tắc ràng buộc việc cung cấp thiết bị cho dự án với việc đào tạo nguồn nhân lực chuyển giao công nghệ như trung quốc ấn độ đã và đang thực hiện Mục tiêu đến năm 2030, trong nước làm chủ 90-95% xây dựng kết cấu phần dưới, nhận chuyển giao công nghệ và tiến tới làm chủ 100% xây dựng kết cấu phần trên, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ để tự chủ đóng mới toàn bộ toa xe hàng, toa xe khách, đầu máy tốc độ dưới 200 km trên 1 giờ. Sau đó, chúng ta bắt đầu đẩy mạnh để tập trung nghiên cứu, phát triển các công nghệ đường sắt cao tốc sau khi được chuyển giao, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa, tiến tới làm chủ hoàn toàn công nghệ lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay. Để phát triển công nghiệp đường sắt trong nước, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất nhà nước phải có cơ chế chính sách, cụ thể ưu đáy, hỗ trợ cao nhất cho phát triển công nghiệp đường sắt về đất đai, thuế, cơ chế hỗ trợ đầu tư, nhập khẩu. Song song đó, bổ sung các sản phẩm, thiết bị đường sắt vào danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm. Khi triển khai dự án, chủ đầu tư sẽ yêu cầu tổng thầu có cam kết chuyển giao công nghệ và sử dụng tối đa hàng hóa, dịch vụ trong nước có thể cung cấp, có cơ chế đặt hàng cho một số doanh nghiệp trong nước. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải cho hay. Theo một chuyên gia trong ngành cơ khí, trước mắt chúng ta cần đầu tư nâng cao năng lực chế tạo hai nhà máy Sa Lâm phía Bắc và Dĩ An phía Nam đủ sức chế tạo khoảng 20% chi tiết, thiết bị đường sắt tốc độ cao, tính theo tổng trọng lượng, đặc biệt là các chi tiết mau mòn, chóng hỏng. Thêm vào đó, liên minh các nhà thầu cung cấp thiết bị cho đường sắt cao tốc đủ khả năng chế tạo trong nước cung cấp phụ tùng thiết bị đường sắt cao tốc chiếm khoảng 50% tổng giá trị phần thiết bị của dự án và cung ứng hầu hết các chi tiết, phụ tùng mau mòn, chóng hỏng, đảm bảo hệ thống đường sắt cao tốc hoạt động tin cậy, ổn định. Theo một chuyên gia trong ngành cơ khí, trước mắt chúng ta cần đầu tư nâng cao năng lực chế tạo hai nhà máy gia lâm phía Bắc và Di An phía Nam đủ sức chế tạo khoảng 20% chi tiết, thiết bị đường sắt tốc độ cao, tính theo tổng trọng lượng, đặc biệt là các chi tiết mau mò mòn, chóng hỏng. Song song quá trình trên, trong nước cần gửi người lao động đi học nước ngoài đủ cơ số nhân sự quản lý, vận hành, bảo dưỡng phục vụ cho tuyến đường sắt trên khi tuyến đường sắt đi vào hoạt động. Giai đoạn đầu tiên nên ưu tiên tuyển chọn các kỹ sư trẻ có năng lực đi học để sau này trở về có thể phát triển thành các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đường sắt cao tốc. cao tốc Bắc Nam tiếp tục vỡ tiến độ xây dựng chạm dừng nghỉ. Thông xe đã hơn một năm nay, nhưng 11 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1, trong đó có đoạn từ Ninh Bình đến Hà Tĩnh, vẫn chưa có chạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn. Lãnh đạo chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo và đưa ra các mốc thời gian hoàn thành, nhưng nhiều đơn vị thực hiện đều lỡ hẹn. Hơn 200 km cao tốc trắng chạm tiếp nhiên liệu, với chiều dài hơn 650 km, 11 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2017-2020 giai đoạn 1 đã lần lượt được thông xe trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2023. Tuy nhiên, đến nay sau hơn một năm thông xe, các dự án này vẫn trong các trạm dừng nghỉ, trạm tiếp nhiên liệu, đổi xăng dầu theo quy hoạch cho phương tiện lưu thông trên cao tốc. Riêng tại khu vực phía Bắc, cụ thể là từ thành phố Ninh Bình đến Hà Tĩnh, có 4 dự án cao tốc thành phần gồm Mai Sơn, Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 Nghi Sơn, Nghi Sơn, Diễn Châu, Diễn Châu, Bãi Vọt với tổng chiều dài hơn 210 km nhưng hiện chưa có một trạm dừng nghỉ nào được xây dựng. Trước đó, ngay sau khi các dự án cao tốc được thông xe, để đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng lái xe lưu thông trên tuyến gặp sự cố liên quan đến nhiên liệu, tài xế lái xe chạy quá giờ, nhất là trong giai đoạn mặt đường chỉ có hai làn xe chiều, chưa có làn dừng khẩn cấp. Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các ban quản lý dự án, Bộ Giao thông Vận tải, các tỉnh thành phố có cao tốc đi qua tập trung thực hiện các hạng mục trạm dừng nghỉ theo tiêu chuẩn và hoàn thành trong năm 2023. Thế nhưng hết năm 2023 và cả đến tháng 10 năm nay vẫn chưa có hạng mục trạm dừng nghỉ nào được khởi công hoàn thành. Do không có trạm dừng nghỉ, tiếp nhiên liệu nên khi lưu thông trên các tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn từ thành phố Ninh Bình đến Hà Tĩnh, Bãi vọt dài hơn 200 km, người dân rất lo lắng nếu xảy ra ủn tắc kéo dài, xe có thể hết nhiên liệu. Cùng với đó, lái xe chạy đường dài cũng lo lắng, nếu không nghỉ ngơi hợp lý thì khó đảm bảo được quy định lái xe, chỉ được phép chạy xe không quá 4 giờ liên tiếp. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nêu thực trạng. Thời gian qua, chủ đầu tư các dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45, Nghi Sơn Tiễn Châu đã lập trạm dừng nghỉ tạm, diện tích chỉ khoảng bằng 1/10 diện tích trạm nghỉ theo quy định để lái xe dừng nghỉ khi có nhu cầu. Tuy nhiên, do diện tích hẹp, chỉ phù hợp để đỗ được khoảng 10 đến 20 ô tô con, nhà cửa chỉ là những lều lán xây dựng tạm, mặt bằng ẩm thấp, thậm chí về đêm các trạm dừng nghỉ này còn đóng cửa nên chưa phát huy được nhiều tác dụng. Sau những lần ban quản lý dự án nhà đầu tư chưa triển khai, hoàn thành các trạm dừng nghỉ theo quy hoạch, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản chỉ đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam và các ban quản lý dự án đầu tư 11 dự án cao tốc giai đoạn 1 khẩn trương triển khai lựa chọn nhà thầu, tiến hành thi công và hoàn thành sớm các trạm dừng nghỉ. Với 8 trên 10 trạm dừng nghỉ đã lựa chọn được nhà thầu, trong đó có các trạm tại dự án Mai Sơn Quốc lộ 45, Nghi Sơn Diễn Châu, Diễn Châu Bãi Vọt, Cam Lâm Vĩnh Hảo, Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường cao tốc Việt Nam ban quản lý các dự án nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến, mục tiêu trước ngày 31 tháng 12 năm 2024 thi công hoàn thành cơ bản công trình thiết yếu tại trạm dừng nghỉ như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh trao đổi với phóng viên Tiền Phong về lý do chậm thực hiện trạm dừng nghỉ, ngày 7 tháng 10, ông Lâm Văn Hoàng, cục trưởng cục đường cao tốc Việt Nam cho biết có hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến chậm là số nhà đầu tư tham gia dự thầu còn ít. Đến nay sau nửa năm mời thầu, cục mới lựa chọn được nhà thầu tham gia xây dựng 8 trên 10 trạm dừng nghỉ. Sau khi lựa chọn được các nhà thầu, mặt bằng thi công tại trạm dừng nghỉ chưa được địa phương giải phóng xong, dẫn đến việc thi công chưa thể diễn ra theo kế hoạch. Đề cập việc thi công, hoàn thành các trạm dừng nghỉ theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải, lãnh đạo Cục đường cao tốc Việt Nam cho biết, hiện tại ba trạm trên tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, Diễn Châu, Bái Vọt, Cam Lâm, Vĩnh Hảo đã có mặt bằng cơ bản và đang thực hiện những thủ tục cuối cùng để thi công. Với những trạm dừng nghỉ tại các dự án Nha Trang, Cam Lâm, Nghi Sơn, Diễn Châu, Phan Thiết, Dầu Dây, mặt bằng sẽ được địa phương bản giao trong tháng 10 năm 2024. Cục Đường cao tốc Việt Nam đang yêu cầu các ban quản lý dự án và nhà đầu tư trước dịp Tết Nguyên Đán năm nay phải hoàn thành cơ bản 800 trạm dừng nghỉ trên.